Tập phim Gia đình ma xương đen. Ê, ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Hả? Ngươi đã biết tội chưa? Dạ, xin quân dân bớt nóng giận, xin quân dân bớt nóng giận. Thần đã biết tội của thần rồi. Kẻ phản bội mưu mô xảo quyệt, thần đã bị mất một cánh tay. Nhưng nhất định thần sẽ bắt được hắn về cho quân dân trị tội. Xin quân dân tha mạng. Ê, ngươi đã thất bại nhiều lần rồi, bây giờ ta không thể tha mạng cho ngươi được nữa. À, xin quốc vương tha mạng, xin quốc vương tha mạng. Thưa quốc vương, bao nhiêu năm nay tướng quân Mai Xương Đen đã lập nhiều công lớn, xin quốc vương xem xét và tha mạng chết. Ừ, thôi được rồi, nể tình bao nhiêu năm nay ngươi theo ta, ta tha cho ngươi mạng chết, nhưng hãy biến khỏi nơi này mãi mãi, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Tạ ơn quốc vương đã tha mạng chết. Trời, tại sao chúng ta lại rời bỏ nơi này, sao chúng ta không ở đây nữa? Đó là vì một sai lầm không thể tha thứ của cha, nên chúng ta phải rời khỏi nơi này thưa con. Vậy chúng ta có quay trở lại nơi này nữa không cha? Ừ, chúng ta sẽ quay lại nơi này, nhưng không biết là bao giờ. Thôi, chúng ta đi thôi. Ủa cha ơi, mình tới đây rồi, mình ở đâu, nhà mình đâu? Chờ cha chút xíu để cha tìm nha. Ủa? Mà mình làm gì có nhà ở đây? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây nhà. Con thích ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó. Dạ. Tạm biệt ngươi. Bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới thôi nào. Ờ cha, bây giờ chúng ta xây nhà trên cây hả cha? Đâu có đâu con. Bây giờ chúng ta đốn cây về để làm nhà. Ờ, mình đốn cây bằng niềm tin hả cha? Yên tâm đi, cha đã có chuẩn bị từ trước rồi. Bây giờ để cha đốn cây cho con coi nha. Hơi 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 hơi. Hello vợ yêu, tặng cho em trái táo anh vừa hái nè. Ủa, trái táo này là của con hái mà cha. Đúng là con trai của ta. Chiều nay em đi câu cá, về cho má nấu canh chùa. Cá ơi ăn đi cá ơi. Ơi, cha mẹ ơi, con câu được con cá ơi nè. Hả? Ê, cha mới xây xong được cái nhà rồi nè. Mời đẻ, mời đẻ. Cha, trời thật là thoải mái quá đi. Mình thật là hay quá mà. Cảm ơn cha rất là nhiều. Sử dụng cho cẩn thận, coi chừng là hư đầu của cha đó nha. Dạ con biết rồi. Hả? À, con chỉ mới mở cửa, con chưa làm gì luôn á. Cái gì? Mẹ cứu con, mẹ ơi cứu con mẹ ơi. Ê, con trai cứ yên tâm đi, cha có đánh con thì mẹ không có cản đâu. Ủa gì kỳ vậy mẹ, trời ơi. Ê, chắc đẹp con, cái cửa nó cũng làm hư nữa. Ê, trời ơi, hư thật luôn. Ủa mẹ ơi, tại sao cha lại bị mất một bên tay vậy mẹ? Có phải là làm việc quá 180 phút không? Chuyện đó từ từ rồi con sẽ biết, đừng có hỏi nữa nha. Ủa gì kỳ vậy? Quái vật xuất hiện rồi, quái vật xuất hiện rồi. Quái vật xuất hiện rồi, mọi người mau chạy đi, mọi người mau chạy đi. Tấn công ngôi làng này cho ta. Không nói đâu. Một con robot cản đường ta sao? Tặng cho ngươi một bông hoa. Oh my god, tuyệt vời. Tại sao ngươi lại như vậy? Ngươi hãy xem đây. Cái gì tụi nó đã giết người sát người sao? Đừng mà, đừng mà. Cho cái người biết đau khổ là gì. Lên. Lên. Không có thời gian đâu, lẹ lên đi. Bọn chúng đã giết 3 người trong làng của chúng ta, cướp hết của cải, không dừng lại ở đó, chúng còn đốt nhà nữa. Chúng ta không có manh mối gì về bọn chúng cả. Mọi người ơi, tôi nhặt được một cánh tay của Mai Xương Đen nè mọi người ơi. Cái gì? Không lẽ chuyện này là do Mai Xương Đen gây ra? Mau phát lệnh truy nã Mai Xương Đen bị mất một cánh tay. Hai mẹ con ở nhà nha, cha sẽ đi kiếm việc làm cũng như là đi mua một số lương thực về cho gia đình của mình sử dụng. Dạ con biết rồi. Dạ đây, đây là Lucky, người bạn mới sẽ đồng hành với con trong thời gian sắp tới. Hello Lucky, tôi đây. Ôi. Em và con ở nhà nha, anh sẽ về sớm thôi. Em biết rồi, anh đi cẩn thận đó. Được rồi, anh đi đây. Nhớ về sớm ăn cơm với con. Hả? Truy nã sao?
Tại sao người này lại bị truy nã với số tiền lớn như vậy? Lại bị mất một cánh tay nữa chứ? Mình sẽ vào trong làng để tìm hiểu. Tôi biết là tất cả mọi người đang chờ mong để bắt được hung thủ. Nhất định là chúng ta sẽ bắt được hung thủ sớm nhất để trả thù cho ba người trong làng của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cố gắng gấp rút để truy nã cái tên có một tay đó. Anh ơi, cho tôi hỏi tại sao người đó lại bị truy nã đến như vậy? Anh không biết gì sao? Đây là một vụ án lớn trong làng. Tên hung thủ đó chỉ để lại một cánh tay giống như anh vậy nè. Cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nha. Ê, tên ba xương đen một cánh tay kìa mọi người ơi. Hey, cũng may là mình nhanh trí trốn trên này, không thôi là bị bắt rồi. May mắn quá. Hey. Hey. Anh đã bị bắt, anh không chạy thoát khỏi chúng tôi đâu. Đúng là hẳn rồi. Mọi người ơi, mọi người, tôi không phải là người đó đâu. Bắt về trước, giải thích sau. Tôi vô tội mà, mọi người ơi, tôi vô tội mà. Hãy thả tôi ra đi, tôi vô tội mà. Bước đầu của chúng ta đã thành công, đã bắt được tên hung thủ liên quan tới vụ án này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần điều tra xét xử là chúng ta sẽ biết thêm đồng bọn của chúng. Theo tôi được biết thì đã có người nhìn thấy hắn đi ra từ ngôi nhà trong rừng. Chúng ta cần vào đó một chuyến. Mẹ ơi, mẹ ơi, cha đi rồi, mẹ có thể cho con biết tại sao cha lại bị mất một cánh tay như vậy không mẹ? Sao mà có nhiều chuyện quá vậy? Thôi được rồi, để mẹ kể cho con nghe nè. Hắn ở phía trước kìa, mau ngược theo, không để cho hắn thoát. Được rồi. Mời quá. Ê, sao ngừng lại rồi, ngươi không chạy nữa sao? Không định chạy nữa à? Ê, chạy cho các ngươi vui thôi. Các ngươi làm gì có bản lĩnh để đấu với ta? Lão à. Vậy là các ngươi không muốn rời khỏi nơi này rồi. Mau tiện hết cho ta. Ta sẽ không giết ngươi, mà chỉ xin ngươi một cánh tay để ngươi về bẩm báo với quốc vương là quốc vương của ngươi rất vô dụng. Ha! Và từ đó cha con bị mất một cánh tay. Sau đó quốc vương nổi giận và đuổi gia đình của chúng ta lên đây. Tội nghiệp cha ghê, với cái ông xanh lá ông ác quá hả mẹ. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Mẹ, con đi chơi với Lucky một xíu nha. Được rồi, khi nào đói thì về để ăn nha. Dạ con biết rồi, con đi đây, tạm biệt mẹ. Đi thôi Lucky ơi, đi 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 đi. 15 minutes later. Mà xương đen về rồi sao? Con về rồi đó hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đi đi mà, mẹ ơi, mẹ đi đi mà. Hả, dời, 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 dời. Em cũng bị bắt rồi sao? Tại sao em lại bị bắt vô đây vậy, hả? Anh cũng ở đây nữa hả? Em cũng không biết nữa. Tự nhiên em đang ở nhà, mọi người kéo vô và bắt em đi. Họ đang nhầm lẫn anh với một ai đó đã gây ra vụ án lớn trong ngôi làng này nên đã bắt chúng ta. Vậy là chúng ta đã bắt được một nghi phạm nữa rồi mọi người ơi. Chúng ta sẽ điều tra và xét hỏi hai tên đó cho đến khi nào chúng ta tìm được hết những kẻ đã tham gia vào buổi tối hôm đó. Sau đó chúng ta sẽ xử lý một lượt. Đại ca ơi, đại ca, đại ca, đại ca, bẩm báo đại ca. Cái gì vậy, người trúng số cái gì mà vui dữ vậy? Dạ đâu có đâu đại ca, tiền đâu mà mua vé số. Chuyện là một mũi tên đã trúng hai con nhạn rồi đó đại ca. Cái ngôi làng mà tối hôm bữa chúng ta cướp đó bây giờ đang truy lùng chúng ta. Nhưng mà đại ca cũng đừng sợ, vì đã có người lãnh thế cho chúng ta rồi. Đó chính là tướng quân Ma Xương Đen Mắt Đỏ. Dân làng đã bắt được hết vợ chồng của hắn rồi. Bây giờ chỉ còn chờ ngày xét xử thôi. Thật vậy sao? Nhưng mà còn đứa con của hắn đâu? Dạ hình như là nó đã trốn thoát được á. Cái gì? Vậy thì hãy cho nó nếm trải sự đau khổ khi không có cha mẹ của nó bên cạnh. Tướng lĩnh đại ca, em đi ngay đại ca ơi. Em đi đây. Cha chưa về, còn mẹ không biết tại sao lại bị bắt đi nữa. Con có chuyện gì vậy Lucky? We'll be right back.
Ngươi trốn trong này chứ gì? Đâu rồi? Hả? Hả? Nó đã đánh lạc hướng mình sao? Đúng là không thể nào xem thường nó được. Nhanh lên Lucky ơi, nhanh lên. Để coi lần này ngươi làm gì còn nhà để về nữa. Tạm biệt ngôi nhà của ngươi. Khai mau đi, đồng bọn của các ngươi đang ở đâu? Chúng tôi bị quèn, chúng tôi không biết gì hết. Làm gì có đồng bọn nào ở đây? Đây là gia đình của chúng tôi mà. Chứng cứ rõ ràng như vậy mà ngươi còn chối nữa hả? Trong vòng một tuần nữa nếu không có manh mối gì thì tất cả các ngươi phải chết. Chúng tôi thật sự bị quèn, chúng tôi không có biết gì đâu. Chúng tôi bị quèn mà. Đi thôi Lucky, đi tìm cha mẹ của mình thôi Lucky. Hả? Tại sao lại có một tờ giấy truy nã giống cha của mình quá vậy? Không ổn rồi, chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Mẹ lên Lucky ơi. Có chuyện gì vậy cháu? Chú cho cháu hỏi, trong làng của mình có chuyện gì mà lại truy nã người đàn ông này nhiều đến như vậy ạ? Đó là một tên cướp, một kẻ sát nhân đáng sợ. Hắn đã giết nhiều người trong làng này và cướp đi tài sản. Nhưng mà cháu đừng lo nha, hắn đã bị bắt rồi. Dạ cháu cảm ơn chú. Bây giờ chúng ta đi thôi Lucky ơi, ta biết chúng ta nên làm gì rồi. 7 hours later. Ôi, xin chào anh nha. Anh là ai vậy? Anh đến đây có việc gì? Tôi có thể giúp gì được cho anh? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Edokawa Kogona, là một thám tử dạo bên làng bên. Cái gì? Thám tử gì mà có chút xíu vậy? Có coi phim hoạt hình Conan không? Conan cũng có nhỏ xíu vậy đó. À, có biết, có biết. Rồi bây giờ chúng tôi có thể giúp gì được cho anh vậy anh thám tử Kogona? Tôi muốn vào bên trong để gặp tên hung thủ gây ra vụ án này, để tìm một số manh mối và thông tin để giải quyết vụ án. À được. Ê, hai cái tên kia ra đây ơi. Xin chào nha, xin chào nha. Tôi xin tự giới thiệu. Hả? Ma xương đen? Hả? Cái gì? Tôi xin tự giới thiệu. Trời ơi, ma xương đen sao con vào được trong này vậy con? Con có biết ở đây là nguy hiểm lắm không? Mau đi đi con, mau rời khỏi nơi này đi con, đi đi con. Tôi muốn vào đây để điều tra coi tại sao hai anh chị lại bị bắt vào đây như vậy. Hai tôi bị quan, hai tôi không có làm ra chuyện này, hai tôi bị quan đó anh ơi. Sau khi hai anh chị bị bắt thì có một tên ma xương đen mắt xanh tìm đến nhà của mình, ô lộn nhà của tôi để ám sát và đốt mất tiêu cái nhà của tôi rồi. Hên là tôi trốn kịp. Cái gì? Ma xương đen mắt xanh? Không lẽ là chúng nó đã làm ra chuyện này? Chắc chắn là bọn nó đã làm ra chuyện này để hại gia đình chúng ta. Tôi chỉ hỏi anh chị một số chuyện vậy thôi. Còn bây giờ tôi đi đây, tôi đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Tôi sẽ sớm quay trở lại đây để cứu anh chị ra. Cái gì? Ma xương đen cũng định làm gì vậy? Ma xương đen nhất định tôi sẽ cứu được anh chị. Tạm biệt anh chị, tôi đi đây. Không biết nó làm gì nữa đây. Đúng rồi, đúng nơi này rồi Lucky ơi. Bây giờ chúng ta sẽ xông vào trong bắt tên thủ lĩnh, sau đó chúng ta đi cứu cha mẹ. Lên thôi. Mọi người dám cản đường ta hả? Tao muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi. Mau đưa thủ lĩnh của các ngươi ra đây. Cái gì cái thằng nhóc này, mày có bị ngáo không vậy? Chơi đồ đúng không? Cái gì, ta không có giận chơi với hai ngươi đâu nha. Mau đưa thủ lĩnh ra đây. Thằng này nó ngáo thiệt rồi. Chơi nó luôn. Mày Lucky, Lucky đừng bỏ tôi đi mẹ. Lucky, tôi xin lỗi mẹ Lucky. Trời mưa rồi sao? Lạnh quá, lạnh quá. Lucky, Lucky, có phải người về không Lucky? Lucky ơi. Cái này là gì vậy? Bí kiếp phép thuật. Cái này ở đâu ra vậy? Bí kiếp phép thuật này là của ai vậy? Không lẽ nào Lucky cho mình bí kiếp phép thuật sao? Được rồi, nếu như vậy thì mình sẽ học bí kiếp phép thuật để trả thù cho Lucky và giải cứu cha mẹ của mình. Lucky ơi, hãy đợi mình. Mình sẽ lấy lại công bằng cho bạn. Bạn hãy đợi mình nha. Mình sẽ đòi lại công bằng cho bạn và giải cứu cha mẹ về. Nảy lì thiệt á. Nảy lì thiệt luôn á. Lần này ngươi không có dẫn con chó theo nữa hả? Không biết con chó còn sống không nữa.
Trời, lần này có hiệu ứng xịt lửa nữa kìa trời ơi. Ê, ngươi là ai vậy? À. Trời ơi, ngươi ác thiệt luôn á, ngươi đốt nhà người ta luôn hả? Dạ đúng rồi đại ca, tại vì nó hết chơi trốn tìm với em nên em cho cái nhà nó bay màu luôn rồi đại ca. Cha mẹ thì bị bắt, còn cái nhà thì bị cháy. Chắc cái mặt của nó lúc đó chắc đang thương lắm ha. Ờ, hả? Gì vậy đại ca? Trời, làm gì mà mặt xuống sắc dữ vậy? Ngươi tránh qua một bên cho ta coi cái coi. Hả? Có gì đại ca? Ê! Nó là ai vậy? Tại sao nó vào được đây vậy hả? Hình như nó là con của ba xương đen mắt đỏ thì phải. Đứng đó làm gì nữa, mau bắt nó lại đi, lẹ lên. Ok đại ca. Cái gì vậy? Ôi, sức mạnh gì vậy? Là lỗi sức mạnh gì mà đáng sợ vậy? Sức mạnh để tiêu diệt những kẻ ác giống như ngươi vậy đó. Được được, để thử coi sức của ngươi tới đâu. Sao sức mạnh có thể trở nên khủng khiếp đến như vậy? Thời gian điều tra đã hết, không có kết quả gì mới. Chiếu theo luật lệ làng của chúng ta, kết tội hai tên này tội chết. Nếu không có ai có ý kiến gì thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bản án. Hai chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng con của mình thì không bao giờ còn gặp lại mình được nữa. Nếu không còn gì để nói nữa thì bây giờ ta sẽ bắt đầu hành hình đây. Vậy là ai? Là kẻ nào to gan vậy? Bọn này mới chính là người đã gây ra thảm kịch trong ngôi làng này, được dẫn đầu bởi đại ca ma xương đen mắt xanh. Không ngờ ngươi lại hại gia đình ta ra như vậy. Hắn chuyên dẫn dắt đàn em của hắn đi cướp cổ giết người ở khắp nơi, gieo nỗi đau cho rất là nhiều gia đình. Cái ác không thể tồn tại được lâu. Ngày hôm nay con sẽ giao hắn cho tất cả mọi người, để cho hắn nếm trải mùi vị của sự đau khổ. Và xin mọi người hãy trả tự do cho gia đình của con. Cái gì? Vậy là ta đã bắt lầm người rồi sao? Xin lỗi anh chị rất nhiều. Tôi xin lỗi anh chị vì sự hồ đồ này của tôi. Không sao đâu, đó là trách nhiệm của trưởng làng mà, tôi không trách ông đâu. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Mọi người ơi, mau bắt chúng nó lại. Đây mới chính là hung thủ thật sự. Cha mẹ ơi, cha mẹ có sao không? Chúng ta được tự do rồi, chúng ta về nhà mình thôi. Lucky đã cho con biết kiếp phép thuật để con có thể chiến đấu và cứu cha mẹ về. Nhưng tiếc là phép thuật đó không thể cứu Lucky về được nữa. Con ước là bây giờ Lucky có thể sống lại, chắc gia đình của mình vui lắm á. Sống chết có số, chúng ta không thể nào cãi lại được. Nhưng Lucky là một người bạn tốt của con, nó sẽ luôn dõi theo con. Dạ con biết rồi, một ngày nào đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại Lucky đúng không cha? Đúng rồi con.